Xin chào các bạn. Để phong lan luôn có được nhiều hoa nở đẹp rực rỡ, những bông hoa lâu tàn, cây cần phải phát triển được những chiếc rễ khỏe mạnh, lá luôn xanh tươi tốt. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất đơn giản và dễ để những cây hoa lan khô héo. Cây sẽ được hồi sinh những chiếc rễ khỏe mạnh. Các bạn hãy sử dụng 4 tép tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và khử trùng rất tốt. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Cho tất cả tỏi này vào lò. Các bạn sử dụng 3 thìa gạo có chứa nhiều vitamin nhóm B, giúp cho hoa lan phục hồi rất nhanh. Cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng. Sau đó các bạn sẽ cho nước gạo vào đây. Và sẽ để ở nơi mát 12 giờ. Khi hoa lan đã bị khô héo, sức đề kháng của cây rất kém. Những chiếc rễ này đều đã bị hư, nên các bạn cần phải cắt ngang đây. Và phần này chúng ta không sử dụng được. Sau đó hãy làm sạch phần gốc của cây. Và những cành hoa này các bạn nên cắt bỏ. Những chiếc lá này chúng ta cũng cắt bỏ. Sau đó hãy rửa cho thật sạch. Khi những chiếc lá được sạch, cây cũng sẽ phục hồi được nhanh và dễ dàng hơn. Sau đó các bạn sẽ lau khô. Cách làm này để giúp loại bỏ bụi bẩn và góp phần giúp cho hoa lan được phục hồi nhanh hơn. Sau 12 giờ,
các bạn sẽ lọc lấy nước này. Và hãy sử dụng nước này. Các bạn lau lá lại một lần nữa. Nó sẽ bổ sung các vitamin và khoáng chất, giúp cho những chiếc lá khi phục hồi, cây sẽ không bị nấm và vi khuẩn. Và đây là chất hữu cơ giúp cho hoa lan phát triển được nhanh và khỏe mạnh hơn. Các bạn cho nước này vào đây. Và hãy để như thế này. Trong 30 phút, rễ mới sẽ được phát triển nhanh hơn. Khi cây đã được phục hồi, được xanh tươi tốt như thế này, các bạn vẫn áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó sẽ bảo vệ cho những chiếc lá luôn xanh tốt. Các loại côn trùng như là bọ trĩ, nhện hoặc rịp sáp. Những chiếc lá non phát triển được nhanh hơn. Và những chiếc rễ luôn được khỏe mạnh. Cây tăng cường trao đổi chất rất tốt. Nó sẽ khuyến khích các vi sinh vật có lợi trong chất trồng phát triển. Sau 30 phút, các bạn lấy ra. Và hãy để cây thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi những chiếc rễ đã được khô lại, đây là điều kiện tốt nhất để các bạn phục hồi cây rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng một ly nhựa và đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Sau đó hãy cho nước vào. Các bạn nên thường xuyên kiểm tra để thêm nước cho chậu cây, cắt bỏ những rễ hư và thay nước mới. Phun sương nước 3 ngày một lần cho lá để giúp cho lá không bị héo rũ trong quá trình phục hồi. Đặt cây ở nơi thoáng và có ánh sáng. Và với cách làm đơn giản này, sau 2 tháng, rễ đã phát triển được rất tốt. Những chiếc rễ đã rất khỏe mạnh với cách làm này. Chiếc lá non cũng đã phát triển rất khỏe mạnh và xanh tốt. Giai đoạn này,
các bạn hãy cắt bỏ những rễ bị hư ra khỏi cây. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và chúng ta sẽ bỏ nước này. Sau đó các bạn sẽ đặt vào đây. Hãy đợi cho những chiếc rễ được dài hơn. Các bạn sẽ trồng vào chậu mới. Cây sẽ phát triển được tốt hơn ở môi trường bên ngoài. Cho nước mới vào. Chỉ bao nhiêu đây là đủ. Nó sẽ giúp cho hoa lan khi trồng lại, những chiếc lá sẽ được xanh, khỏe mạnh hơn. Rễ phát triển rất tốt. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.